Hello, xin chào tất cả anh em. Và giống như video ngày hôm nay, tiêu đề mình có ghi là cách lấy và nhập code FIFA Mobile Hàn Quốc mới nhất, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết lại một lần nữa, áp dụng cho mọi trường hợp code nha anh em. Áp dụng mọi trường hợp code, không có cái code nào là riêng lẻ, không có code nào đặc biệt cả. Anh em cứ làm theo cách này thì bất kể có cái code nào, từ code to đến code bé, code bảo trì đến code update thì đều có nha. Đầu tiên anh em sẽ vào Google cho mình. Google thì Android hay là iOS thì đều có nha anh em. Thì anh em sẽ iOS nhưng mà mình cứ đọc là iOS, vì anh em nào xem kênh của mình nhiều rồi thì cũng cũng biết là cái trình độ tiếng Anh của mình cũng rất là cao. Đấy, thì đầu tiên anh em sẽ vào Google gõ FIFA Mobile Nexon cho mình, FIFA Mobile Nexon. Sau khi anh em gõ tìm kiếm FIFA Mobile Nexon thì nó sẽ hiện ra cái dòng đầu tiên như anh em nhìn thấy kia, fifamobile.nexon.com. Mình xin nhắc lại là fifamobile.nexon.com, sau đó anh em sẽ click vào đó. Click vào đây thì anh em được cái gì? Click vào đây thứ nhất là nó sẽ có các thông báo, ví dụ như thông báo bảo trì này, thông báo big update này, thông báo sự kiện mới này, thông báo ban TP này. Nhắc đến đây mới nhớ là nhiều bạn có hỏi mình là có bán TP hay không, thì mình không. Vì sao anh em biết không? Vì là nó sẽ bị ban ác anh em ạ. Đấy, mình cũng nói luôn cho anh em. Anh em biết chứ không phải là mình không làm được. Cái nói thật, cái chuyển TP đối với mình nó quá đơn giản, và bán thì mình bán cũng rất đơn giản thôi. Nhưng vì là nó ban ác của anh em phát là thôi mình không làm, nó ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mình chẳng may làm ban ác ông nào cái ông ấy dãy nảy lên để chết không để được. Thế nên là mình cũng khuyến nghị anh em là những em nào nạp nhiều hay là những em nào ác đã sạch rồi thì đừng có bơm TP. Sau đó anh em sẽ click vào cái phần code, hiện tại nó đang ở ngay đầu tiên của cái trang chủ anh em ạ. Đây, cái hình này, code này là nó liên quan đến ngày 14 tháng 3, ngày Valentine trắng nha anh em, ngày mà chị em phụ nữ tặng quà cho anh em con trai hay là ngược lại thì mình cũng không rõ. Nhưng mà khi anh em click vào cái banner đó thì nó sẽ hiện ra một cái dòng code FIFA được in màu vàng nha anh em. Mình xin nhắc lại là cái dòng code là một chữ, có chữ FIFA đầu tiên kia và được in màu vàng. Sau đó anh em sẽ sao chép cái chữ FIFA được in màu vàng đó cho mình, sao chép cái dòng màu vàng được in màu vàng này nha anh em. Và anh em để ý ngay dòng bên dưới nó có cái đường link kìa, anh em kích vào cái đường link ngay dòng bên dưới nha. Bất kể cái code nào nó cũng có cái cấu trúc như này cả, anh em cứ vào trang chủ là sẽ có đường link luôn, chứ anh em không phải hỏi ai hết. Đây, anh em click vào cái chỗ code cho mình, sau anh em kích vào đường link. Sau khi kích vào đường link xong thì nó sẽ ra một cái thông báo là anh em đăng nhập vào. Thì anh em ở đây anh em dùng Gmail, dùng Facebook hay là dùng iCloud thì anh em đăng nhập vào. Sau khi anh em đăng nhập vào thì nó sẽ có cái giao diện như này, là giao diện nhập code. Đến đây là gần như là thành công rồi này. Trừ khi là nó bị sập web, đa phần là bị sập web hoặc là anh em copy code bị sai thôi. Chứ còn vào đây là hầu như anh em sẽ nhận được code nha. Sau đó anh em sẽ dán cái code màu vàng vàng vào là ok. Dán code màu vàng vàng vào là ok. Sau đó anh em ấn nút màu đỏ. Nó rất rất là đơn giản luôn anh em ạ. Đấy, sau khi nó hiện ra thông báo như này tức là đã thành công rồi. Và cái giờ nhập nó còn có cả cái giờ nhập nữa cơ anh em ạ. Giờ nhập, ví dụ nhập code mình nhập lúc sáng nay lúc 8:30 chẳng hạn thì nó ghi rõ là nhập thành công lúc 8:30. Rất là đơn giản. Các anh em chơi FIFA Mobile phiên bản Global trước đây thì sẽ không có những cái code như thế này, nhưng mà chơi FIFA Mobile Nexon thì thường xuyên sẽ được tặng những cái code như này. Nhiều code nó to lắm anh em ạ. Năm nay thì mình thấy code nó bé rồi, còn cái đợt mới ra thì code nó nhiều. Sự kiện TOTY còn tặng cả mấy trăm cái token. Sau khi nhận code thì anh em sẽ vào thư và nhận thôi. Code lần này thì có khá cầu thủ anh em ạ, tương đối nhiều cầu thủ ấy, thì toàn cái cầu thủ phôi thôi chứ cũng không có cầu thủ nào dùng được, toàn click one rồi thì một phôi và 60 chìa khóa. Cái đen đỏ thì thôi cũng chúc anh em là 60 chìa khóa xem bảo được ra rút Van Nistelrooy hay là Xavi để có thêm một chút kinh tế. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Nếu anh em thấy video của mình hay cho mình xin like, subscribe để ủng hộ kênh nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.